Vừa qua, Bệnh viện Quốc tế City đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 38 tuổi tới khám với chúng tôi về tình trạng đau bụng vùng hạ sườn phải. Bệnh nhân đã có triệu chứng đau vùng hạ sườn phải nhiều lần trước đây và được đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán là viêm dạ dày tá tràng. Cho thuốc uống thì tình trạng có giảm nhưng mà tình trạng đau bụng vùng hạ sườn phải vẫn cứ tiếp diễn. Thì bệnh nhân đến khám với chúng tôi được cho đi siêu âm bụng kiểm tra thì phát hiện ra túi mật có nhiều sỏi thành túi mật dày. Thì bệnh nhân được chỉ định mổ và chúng tôi tư vấn cho bệnh nhân mổ cắt túi mật nội soi. Nhưng bệnh nhân có việc gia đình nên trì hoãn phẫu thuật. Thì một tuần sau bệnh nhân quay lại khám với chúng tôi về tình trạng đau bụng nhiều hơn, đau quặn từng cơn vùng hạ sườn phải, đau lan ra sau lưng và xuất hiện cái tình trạng vàng mắt nhẹ, đi tiểu vàng sậm. Thì qua thăm khám, chúng tôi cho bệnh nhân thử xét nghiệm máu, siêu âm bụng kiểm tra và chụp CT bụng thì phát hiện men gan tăng rất cao, bilirubin tăng gấp đôi và trên CT bụng thấy có dạng ống mật chủ và có sỏi đoạn cuối ống mật chủ. Chúng tôi đoán bệnh nhân là tắc mật do sỏi mật chủ hoặc viêm túi mật do sỏi. Bệnh nhân được chỉ định là làm đồng thời vừa cắt túi mật nội soi vừa làm nội soi mật tụy ngược dòng lấy sỏi. Mình là tên là Đặng Vi Khải, nhà ở quận 11. Thì vào thứ năm tuần trước á, tầm khoảng sáng cái bụng mình rất là đau thì mình mới chạy vào với cặp bác sĩ Thanh. Bác sĩ Thanh mới kêu mình đi siêu âm, thì mình lúc đó mình cũng không có nghĩ là mình bị sỏi mật là nó to như vậy đâu. Thì bác sĩ mới siêu âm mà mở ra thì sỏi mật là 11 ly. Xong rồi sáng thứ hai mình mới vào mình làm tất cả các thủ tục xét nghiệm rồi tất cả rồi, thì bác sĩ mới cho ra biết là men gan cao quá do ảnh hưởng là cái mà mật vụn nó rớt vô cái đường mật chủ. Thì bác sĩ mới kiến nghị mình là làm thêm cái là một cái phẫu thuật là nội soi ngược dòng để mà đẩy cái sỏi sỏi vụn ra. Thì bác sĩ cũng nói là mình sẽ tiến hành làm một lúc hai cái phẫu thuật này chung một lúc luôn. Ra thì mình chỉ là hơi choáng chóng mặt thôi chứ không thấy đau gì hết chỗ nào hết, tại vì chắc là có đang truyền cái thuốc giảm đau rồi. Thì tới tối mình cũng không thấy đau, mình cũng đi xuống giường đi được bình thường. Và tới ngày thứ hai thì hết khi hết truyền thuốc giảm đau thì vết thương cái ba cái vết mổ nội soi thì nó cứ hơi nhói, thì tới ngày thứ ba thì là hết hết đau luôn, mình đi đi đứng xuống giường bình thường. Thì đây là một cái kỹ thuật rất là hiện đại và rất là tiện lợi cho bệnh nhân. Mình làm đồng thời cả hai trong một thì giúp cho bệnh nhân hồi phục sớm, thời gian nằm viện ngắn và tiết kiệm nhiều chi phí cho bệnh nhân. Thì qua trường hợp này, bác sĩ cũng khuyên bệnh nhân là những bệnh nhân có tình trạng đau bụng vùng thượng vị hạ sườn phải thì khi đi thăm khám thì nên cho bệnh nhân làm siêu âm bụng để loại trừ tình trạng có sỏi túi mật kèm theo. Tại vì đa phần bệnh nhân đến khám chúng tôi hoặc là các bác sĩ khác khi mà có tình trạng đau bụng vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải thì thường là chẩn đoán là viêm dạ dày tá tràng. Nếu mà mình không cho siêu âm bụng thì dễ bỏ sót cái bệnh lý về sỏi đường mật. Và đặc biệt cho bệnh nhân này khi đã có chỉ định mổ cắt túi mật nội soi thì do vấn đề giải quyết việc cá nhân nên bệnh nhân trì hoãn mổ thì nó xảy ra cái biến chứng là sỏi trong túi mật nó lọt vào trong đường mật nên nó gây biến chứng nặng hơn và làm cho cái điều trị nó sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng mà cũng may mắn là bệnh nhân này cũng đến sớm trong tình trạng chưa có nhiễm trùng nặng về đường mật nên bệnh nhân được làm đồng thời cả thủ thuật EACP và cắt túi mật nên bệnh nhân hồi phục sớm và xuất viện sớm sau mổ. Trong quá trình thăm khám thì mình cảm thấy rất là hài lòng, tại vì mình bấm nút thì là điều dưỡng lập tức vào hỗ trợ mình tất cả các thứ. Và bác Thanh thì mình hỏi là bác Thanh cũng tư vấn rất là nhiệt tình và hướng dẫn cho mình, giải thích cho mình những cái từ ngữ chuyên môn mà mình không có hiểu. Cơ sở vật chất ở đây rất là ổn, sạch sẽ. Nói chung là không có những cái mùi mà sát trùng giống như những cái bệnh viện khác đó. Nói chung là điều này làm mình rất là thích. Nó không bị ngợp lắm khi mà vào bệnh viện. Ở đây thì cũng xin gửi lời cảm ơn bác sĩ Thanh và đội ngũ y tế của điều dưỡng của Bệnh viện Quốc tế City rất là nhiều. Thì đối với những bệnh nhân có chế độ ăn phù hợp để giúp cho hạn chế cái tình trạng bị sỏi đường mật nói chung và sỏi túi mật nói riêng, đó là mình hạn chế ăn những chất béo, thực phẩm ăn nhanh, rồi những chất dầu mỡ, cholesterol nhiều. Mình nên ăn nhiều rau xanh, trái cây và đặc biệt là uống đủ nước. Và khi mà có tình trạng đau bụng vùng thượng vị thì nên đi thăm khám bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa để được xác định chính xác chẩn đoán và có hướng điều trị kịp thời.